Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại: E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Dụ ngôn 5 trinh nữ khôn ngoan và 5 trinh nữ khờ dại khá quen thuộc với chúng ta. Suy niệm lời Chúa hôm nay, tôi chỉ muốn khai triển một vài điểm mà tôi nghĩ là chúng ta cần đào sâu. Trước hết là sự tỉnh thức không phải là sống ở trong lo âu, sợ hãi hay là sống trong cái sự hấp hối. Thần chết đến không bao giờ báo trước. Trải nghiệm của chúng ta trong 2 mùa dịch bệnh, không ít người trong chúng ta đều có thân nhân và bằng hữu đã qua đời. Mới nghe nói đó mà rồi ngày hôm sau là thấy đi vô bệnh viện, rồi trở về thì mình chỉ nhận được cái hũ cốt. Không ai nghĩ rằng câu chuyện điện thoại cuối cùng lại là cái cuộc hội thoại vừa qua. Tháng 7, tháng 8 này là giỗ đầy năm của khá nhiều người đã qua đời vì dịch bệnh. Mà khi nhìn lại biến cố người thân ra đi đột ngột đó, nhiều người vẫn còn bùi ngùi và xót xa ở chỗ là mình không được gần người thân mình trong cái giờ sau hết. Và nó quá đột ngột, nhưng mà cái đau là đó, những cái người qua đời cũng không được gần thân nhân của mình trong cái giờ sau hết. Cái chết đó là một cái chết không có bình thường, và nó lại đột ngột nữa. Cho nên cái lời Chúa nhắc nhủ chúng ta tỉnh thức, vì mình không biết giờ nào, ngày nào tử thần đến kêu mình. Vậy tỉnh thức là gì? Như tôi vừa nói, không có nghĩa là sống trong lo âu, sợ hãi, không biết lúc nào mình chết. Tỉnh thức là sống có trách nhiệm cái cuộc sống làm con cái Chúa của chúng ta. Cuộc sống đó là cuộc sống được linh hoạt bởi đức tin, được chiếu sáng bởi cái niềm cậy trong Kitô giáo, và được thúc đẩy bởi đức mến. Đó là 3 kinh chúng ta dâng khi chuẩn bị bước vào thánh lễ này. Cuộc sống làm con cái Chúa làm cho chúng ta đi vào cái tương quan mật thiết với Chúa, để trong giờ sau hết chúng ta không nghe cái lời nói là ta không biết các ngươi. Chúa biết tổng chúng ta đi chứ, nhưng mà cái lời đó có ý nghĩa là vì anh, vì chị đã không có cái tương quan mật thiết với tôi trong cái cuộc sống ở trần gian này, cho nên tôi không có biết, không có quen
Thực ra chúng ta là người nhà của Thiên Chúa. Thầy gọi chúng ta là bạn hữu. Biết quá đi chứ. Thầy chọn chúng ta trở thành môn đệ của Thầy mà. Nhưng mà nếu trong cuộc sống trần gian này chúng ta không có những mối tương quan thân tình với Chúa, mà lại đi thân tình với những con người, với danh lợi thú, với những cái khác, thì giờ sao hết? Làm sao mà Chúa nhận ra chúng ta như một người quen, như một người nhà được? Là vì chúng ta đã khước từ cái tư cách làm con ở trong nhà, vì chúng ta đã từ chối cái tình bạn của Chúa, vì chính chúng ta đã từ chối cái ơn cứu độ mà Chúa muốn ban cho tất cả mọi người. Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ. Thánh Phaolô xác tín điều đó trong thư thứ nhất Timôthê đoạn 2 câu 4. Chúa không muốn loại trừ ai, nhưng mà chúng ta từ chối cái ơn cứu độ mà Chúa ban tặng. Đó là điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với ông bà và anh chị em. Điểm thứ hai, sự từ chối của năm trinh nữ khôn ngoan phải chăng là sự ích kỷ? Thưa không, dụ ngôn này không nhắm đến cái chuyện đó. Nhưng mà muốn nói đến câu trả lời của chúng ta đối với Chúa là một câu trả lời mang tính cá vị. Người khác không thể thay chúng ta để đáp trả tiếng gọi của Chúa được. Và chúng ta chịu trách nhiệm về sự từ chối hay là đáp trả của mình, giống như là chúng ta được vào nước Chúa tùy theo sự đáp trả có tự do và tình yêu của chúng ta. Thành ra thôi các chị phải tự đi kiếm ha. Và khi kiếm được giàu rồi thì cửa đã đóng lại. Điều đó nói lên một cái sự thật thứ ba nữa, giúp chúng ta cảnh tỉnh và sống tỉnh thức hơn. Đó là mỗi người chúng ta Chúa cho một thời hạn nhất định để mà thay đổi cuộc sống. Cho nên thời hạn đó, như tôi hay nói, trong ắc cao nhà băng của anh chị em còn bao nhiêu anh chị em biết, nhưng mà quỹ thời gian của anh chị em còn bao nhiêu ở trên đời sống trần gian này không ai trong chúng ta biết hết. Nhưng mà chúng ta biết chắc là chúng ta có một thời hạn, do đó cần phải tỉnh thức. Một cái câu nói rất là quen thuộc nhưng mà vẫn mang tính hiện sinh và ý nghĩa: đừng để ngày mai cái điều gì mà chúng ta có thể làm hôm nay, vì không chắc có cái ngày mai đó. Hãy sống ngày hôm nay như ngày đầu tiên trong cuộc đời của bạn, như là ngày cuối cùng trong cuộc đời của bạn, và như là ngày duy nhất trong cuộc đời còn lại của bạn. Anh chị em sẽ sống tích cực hơn, sẽ sống ý nghĩa hơn, và sẽ sống gắn bó với Chúa hơn. Và một khi đã gắn bó với Chúa ngay trong cái dòng thời gian này, thì chắc chắn chúng ta sẽ được gắn bó với Chúa vĩnh viễn ở ngoài dòng thời gian. Khi đã làm bạn với Chúa, làm con của Chúa, con hiếu thảo của Chúa, ngay ở trong dòng thời gian này, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục được chia sẻ cái hạnh phúc của Cha chúng ta trên trời, và sống cái tình bạn vĩnh cửu với Thầy Chí Thánh, là Đấng đã chọn gọi chúng ta làm môn đệ của Thầy. Chúng ta liên đới với các bệnh nhân, nhất là những người đang hấp hối trong giờ phút này ở trong bệnh viện hay là trên giường bệnh tại nhà, để xin cho cái cơ hội chọn lựa cuối cùng vào giờ sao hết này, những anh chị em đó vẫn cương quyết chọn cuộc sống làm con của Chúa với tất cả lòng trinh yêu và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.